Trung đoàn, một thời chiến trận, hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạn, số 23. Đúng 4 giờ ngày 15 tháng 12 năm 1973, các mũi, các hướng báo cáo về đã triển khai xong, kể cả Đông Khe Thai, lực lượng bám nắm sở chỉ huy ngụy ở điểm cao 131. Trong đêm chiếm lĩnh, từ đơn vị đến sở chỉ huy, mọi người không ai ngủ được, cảm nhận thời gian trôi rất nhanh. Khi nhận được tín hiệu phía trước báo về đã vào vị trí an toàn, mọi người sung sướng nhẹ nhõm. 5 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12, trung đoàn ra lệnh nổ súng trên toàn tuyến. Sau 40 phút chiến đấu, các mũi của tiểu đoàn 5 diệt gọn 3 điểm, địch chết và chạy tán loạn. Quân ta chiếm mục tiêu làm công sự chốt lại. Mục tiêu chủ yếu là điểm cao 100 và 85 có một đại đội biệt động quân đóng chiếm. Trung đoàn tập trung hỏa lực cối 120 và DKZ-75 bắn cấp tập vào đội hình địch. Cối 82 và DKZ-82 của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 8 do chủ nhiệm pháo binh Tăng Văn Bá, quê Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An, chỉ huy, tổ chức thành trận địa riêng theo nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Đồng loạt bắn vào các điểm cao 100 và 85, ghìm đầu địch. Bộ đội dưới tầm hỏa lực DKZ và cối 120 ly lợi dụng thời cơ áp sát tiền duyên địch, bắn B-40, B-41, cối 80 và xung phong. Đại đội 11 do đồng chí Chí, đại đội trưởng người miền Nam, và đồng chí Dinh, chính trị viên, chỉ huy, đã xung phong làm chủ điểm cao 100, diệt tại chỗ 35 tên địch. Phía đồi 85, đồng chí Thi, đại đội trưởng, đồng chí Thưởng, chính trị viên, chỉ huy đại đội 9 xung phong vào trung đội địch, diệt tại chỗ 23 tên. Bọn biệt động quân ngụy trên hai điểm cao bị đánh cùng một lúc, không ứng cứu được cho nhau. 14 giờ cùng ngày, tiểu đoàn 9 do đồng chí Thế và đồng chí Chỉnh chỉ huy, đại đội 10 do đồng chí Tài, đại đội trưởng, và đồng chí Hải, chính trị viên lên thay, chốt chiếm giữ điểm cao 100 và 85. Đây là hai quả đồi cao nhất vùng Khe Thai. Một số mỏm chốt cỡ tiểu đội của ngụy cũng hốt hoảng bỏ chạy về Đông Khe Thai. Phía Tây Khe Thai, ta làm chủ hoàn toàn, đúng như lời Đại tướng Tổng Tư lệnh. Địch phân tán thì ta đánh bằng phân đội nhỏ cho giỏi. Đại đội 6, tiểu đoàn 8 và công binh, trinh sát phía Đông Khe Thai cũng hiệp đồng tốt với hướng chính Tây Khe Thai. 5 giờ 30 phút, bọn địch ở điểm cao 131 vừa thức dậy. Đại đội 6 và tổ công binh trung đoàn đã tiếp cận sát hàng rào, bố trí mìn DH-10, B-40, B-41 và cối 60 ly, đồng loạt nổ súng bắn vào nhà bạt của địch. Khói đạn mù trời, bọn địch chủ quan bị đánh bất ngờ, thiệt hại choáng váng. Khi địch hoàn hồn, chiến sĩ ta đã rút lui an toàn về vị trí tạm dừng. Như vậy, địch cả phía trước và phía sau đều bị đánh. Chúng gọi pháo bắn suốt ngày 15 tháng 12 vào các điểm cao Tây Khe Thai. Trời mùa đông mây mù nhiều nên máy bay hoạt động kém, bộ đội ta lại có hầm trú ẩn nên an toàn. Hơn nữa, địa hình là cả dãy dài đồi úp bát liên miên. Bọn địch muốn đánh chúng vào đỉnh không phải dễ. Đêm 15 tháng 12, lực lượng đại đội 6 tiểu đoàn 8 phía Đông Khe rút về đơn vị an toàn. Sau đó, tổ đồng chí Nhàn đi trinh sát trên điểm cao 131 để tập kích địch. Trời mưa to, địch phát hiện được đường đi. Anh bị địch phục kích, hy sinh bên bờ suối. Tôi rất đau xót, thương nhớ, tiếc một đồng chí mũi trưởng sông sáo. Anh bằng tuổi tôi, nên tôi có ấn tượng sâu sắc. Anh đã được bổ nhiệm đại đội phó, đại đội 20 trinh sát mà chưa được nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2011, đoàn cựu chiến binh đại đội 20 trinh sát trung đoàn vào cửa lò nghỉ mát. Tôi gặp được anh Lê Bình, anh Nguyễn Tư Tiến cùng đi trong tổ anh Nhàn. Qua tâm sự, tôi hỏi cặn kẽ về gia đình quê quán và cụ thể hy sinh của anh để cùng chia sẻ nỗi buồn đã thấm đậm theo thời gian.
để tỏ lòng tri ân với anh, để tưởng niệm về anh trong lòng một người chỉ huy, một người bạn, một thời chiến đấu. Đã qua tháng 6, đơn vị chiến đấu giành giật Tây Khe Thai kéo dài về điểm cao 360 với bọn lính biệt động quân kiêu căng ngạo mạn. Đầu tháng 1 năm 1974, chúng tập trung đánh vào điểm cao 185, hòng chiếm lại hai điểm cao này làm bàn đạp để nống lấn ra như những lần trước. Trung đoàn 3 tập trung binh hỏa lực chốt giữ, kết hợp với chốt vận động tiến công tiêu diệt địch, lập trận địa phòng ngự khu vực tại các đại đội, trung đội trên các quả đồi Bát Úp, chi viện cho nhau giữ địa bàn, địch vẫn bu bám điểm cao 185. Đại đội 10 tiểu đoàn 9 kiên cường bám trụ, nhiều đồng chí hy sinh dũng cảm. Còn lại, đồng chí Phan Xuân Trường một mình dùng các loại vũ khí trên chốt điểm cao 100 đánh trả cả đại đội địch. Trung đội đồng chí còn 3 người chiến đấu suốt ngày, anh em bị thương lui về tuyến sau. Một mình đồng chí Trường chiến đấu diệt hơn 30 tên. Chiều ngày 19 tháng 1 năm 1974, địch lùi lại dùng pháo bắn cấp tập lên chốt. Đồng chí Trường đã chiến đấu anh dũng, đến lúc hy sinh vẫn ôm khẩu 41 có đạn nằm trên bờ chiến hào, chĩa súng về phía địch. Chúng vẫn tưởng quân ta còn đông và sẵn sàng đánh nên không dám lên nữa. Mặt khác, cối trung đoàn và tiểu đoàn bắn chi viện mạnh phía sau nên bọn biệt động quân lùi về Đông Khe Thai. Đại đội 10 tăng cường lực lượng khi lên giữ chốt điểm cao 100 đã vô cùng thương tiếc, cảm phục. Đồng chí Trường một mình giữ chốt, hy sinh anh dũng. Từ cuối tháng 1 năm 1974, biệt động quân Ngụy dùng phân đội nhỏ sang Tây Khe Thai bí mật chiếm các mỏm đồi dọc suối. Chúng bị tiểu đoàn 9 tuần tra tiến công phải bỏ chạy về Đông Khe. Trước tình hình đó, trung đoàn cho một mũi trinh sát tiểu đoàn 9 do đồng chí Con quê Thanh Hóa chỉ huy. Tổ chức lực lượng công binh và bộ binh tinh nhuệ gọn nhẹ luồn sâu sang Đông Khe Thai đánh vào sở chỉ huy và các chốt của địch. Dọc bờ suối trên những lối có dấu vết qua lại, bộ đội ta bí mật tuần tra và phục diệt các tổ biệt động quân lén lút xâm nhập bờ Tây Khe Thai. Lực lượng trinh sát trung đoàn kết hợp với du kích Hương Trà xuống bắt liên lạc với cơ sở tổ chức diệt ác phá kìm vùng đồng bằng Hương Trà. Sau xuân 1968, cơ sở ta bị địch đánh phá, lực lượng du kích mỏng. Ta đưa bộ đội xuống nằm vùng nắm địch cùng du kích địa phương chiến đấu đã góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng huyện Hương Trà phát triển. Nên một số đồng chí có câu rằng, địch đánh phá cơ sở ta, bộ đội Nam Hà làm du kích Thừa Thiên. Cũng từ đợt tiến công đồng loạt ngày 15 tháng 12 năm 1973 tiêu diệt phần lớn lực lượng biệt động quân Tây Khe Thai, bọn địch đã cố gắng tập hợp tàn binh, phản kích, đánh chiếm điểm cao 185 không được, ngược lại còn bị thương vong tiếp. Âm mưu lấn chiếm và bình định thất bại, biệt động quân không còn sức tiến công, phải giữ Đông Khe Thai và quay về bình định vùng đồng bằng và vùng giáp danh đàn áp cơ sở ta. Từ đầu tháng 2 năm 1974, vùng Khe Thai im tiếng súng, nhiệm vụ sư đoàn giao cho trung đoàn 3 đánh bật biệt động quân về Đông Khe Thai đã hoàn thành. Ngày 29 tháng 1 năm 1974, tại Sở Chỉ huy Rào Trăng đã diễn ra hội nghị quân chính sư đoàn 324 tổng kết chiến đấu. Từ tháng 2 năm 1973 đến 31 tháng 12 năm 1973, các đơn vị trong sư đoàn đánh 898 trận lớn nhỏ, diệt 3.562 tên, bắt 166 tên, thu 579 khẩu súng các loại và một số quân trang quân dụng. Riêng trung đoàn 3 đã đánh 570 trận, diệt 1.945 tên, bắt 87 tên, được sư đoàn nhận xét đánh giá. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến đấu liên tục. Trong cả năm 1973, thực hiện được nhiệm vụ quét sạch địch vùng Tây Khe Thai, quán triệt được quyết tâm bảo vệ vùng giải phóng, tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, dũng cảm ngoan cường, thủ đoạn cách đánh linh hoạt, sức chiến đấu của phân đội nhỏ ngày càng được nâng lên, thực hiện được trung đội ta diệt trung đội địch, đại đội ta diệt đại đội địch, tiến công lần lượt và đồng loạt đều tốt, vững chắc. Trung đoàn có bước trưởng thành, càng đánh càng mạnh.
cán bộ chiến sĩ trung đoàn 3 vô cùng phấn khởi, được sư đoàn biểu dương thành tích và ý chí chiến đấu. Năm 1973, trung đoàn được tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nguồn cổ vũ vô cùng to lớn, tạo đà, tạo thế, tạo niềm tin cho trung đoàn vươn lên, giành nhiều thắng lợi trong năm 1974. Ngày 10 tháng 2 năm 1974, chúng tôi tổ chức cho bộ đội ăn Tết Giáp Dần tại trận địa miền Tây Khe Thai. Trong dịp vui xuân, trung đoàn được đón đồng chí Nghinh, cán bộ huyện Hương Trà. Đồng chí Nghinh rất vui mừng và cảm ơn trung đoàn đã làm chủ được vùng giải phóng và làm chủ địa bàn, thực hiện được phương châm của Đảng là tiến công và làm chủ để tiến công, như tinh thần nghị quyết 21 Trung ương Đảng đã chỉ ra. Con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công. Rồi đây quân chủ lực sẽ rút về hậu cứ xây dựng để đánh lớn. Nhiệm vụ ở đây sẽ giao cho huyện và các lực lượng địa phương. Sau ngày hân hoan ăn Tết, Trung đoàn 3 bàn giao địa bàn cho Trung đoàn 4 Thừa Thiên và huyện Hương Trà. Chúng tôi hành quân về A Lưới. Theo mệnh lệnh mới, củng cố và luyện quân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu. Về A Lưới, đội hình trung đoàn có thay đổi. Anh Ngô Đình Nịu đi tập huấn với tôi ở bộ, được ở lại Hà Nội an dưỡng, chữa bệnh và đi học ở Học viện Chính trị, không trở vào đơn vị. Biên chế chỉ huy trung đoàn thời gian này có Hồ Hữu Lạng, trung đoàn trưởng, Nguyễn Văn Rinh, trung đoàn phó, Lê Hồng Hải, chính ủy, Phan Đân, phó chính ủy. Chúng tôi về đất hậu phương A Lưới tổng kết chiến đấu, xây dựng đơn vị để đem chuông đi đánh nước người. Đắc Pét, tháng 5 năm 1974. Bộ đội Trị Thiên vào Tây Nguyên chiến đấu. Hoàn thành nhiệm vụ ở Khe Thai, toàn trung đoàn hành quân về A Lưới, A Sầu, trú quân, bí mật ổn định nơi ở, tập trung chuẩn bị huấn luyện, tăng gia sản xuất, bám trụ lâu dài và sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Không khí thi đua huấn luyện giỏi, lập công cao thật sôi động. Từng đại đội bộ binh là một đầu mối nuôi quân, nhà ở, hầm hào và vườn rau. Bếp hoàng cầm tùy theo địa hình được bố trí quy củ, ngụy trang kín đáo bên bìa rừng. Trong điều kiện địa hình thời tiết khắc nghiệt, rau rừng lấy mãi cũng kiệt, các đại đội phát động phong trào chiến sĩ thi đua tăng gia, trồng rau cũng đáp ứng được một phần nhu cầu tại chỗ. Sau một thời gian đường tiếp tế thông, gạo, thịt hộp và nhu yếu phẩm được cung cấp, cuộc sống của bộ đội đã đỡ khổ hơn những năm trước. Khi trung đoàn đã ổn định, các tiểu đoàn được bổ sung đủ quân số, cán bộ được kiện toàn, tinh thần huấn luyện được nâng cao, sức chiến đấu đảm bảo vững chắc, không khí thi đua của toàn trung đoàn dấy lên thành một cao trào sôi nổi. Để chuẩn bị bước vào nhiệm vụ tiếp theo, lãnh đạo chỉ huy trung đoàn quán triệt tốt nghị quyết, các tiểu đoàn tập trung vào các nội dung huấn luyện đánh địch trong công sự vững chắc, được học tập nhiều kinh nghiệm từ thực tế chiến trường. Trung đoàn tập trung làm một con đường 3 km từ đường 14 A Lưới vào sở chỉ huy và hội trường lớn. Nhà ở cán bộ được dựng lên khang trang mát mẻ tại chiến trường để tập huấn cán bộ, huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu. Đại đội công binh và các đơn vị trực thuộc thiết kế làm hội trường, bàn ghế ngồi. Các tiểu đoàn thi đua nhau làm nhà cán bộ đẹp đẽ nhưng phải đề phòng phi pháo địch. Không khí hòa bình yên ả tại vùng giải phóng A Lưới thật thoải mái, êm đềm. Đoạn đường ô tô vào khu hội trường, nhà ở tập trung cho cán bộ, được anh em chiến sĩ đặt tên là Đại lộ Hồ Hữu Lạng, khách sạn Đinh Minh Trúng. Khiến bản thân tôi cũng vui lây, để động viên tinh thần bộ đội trung đoàn 3 sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo trung đoàn đã tiến hành nhiều biện pháp, trong đó có cả biện pháp văn nghệ. Đoàn ca kịch Huế Trị Thiên do anh Văn Lang làm đoàn trưởng, chị Mộng Điệp đoàn phó về trung đoàn biểu diễn tại A Lưới. Sau buổi xem văn công, nhất là vở kịch Viên đạn súng kíp và vở kịch Hòn đất, anh em cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi, bộ đội và nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh.
Đoàn chúc đơn vị chiến đấu giỏi, lập nhiều thành tích xuất sắc, hẹn gặp lại sau ngày toàn thắng. Trong thời gian củng cố đơn vị ở A Lưới, Đại hội Đảng bộ Trung đoàn được tổ chức. Các chi bộ, Đảng bộ bộ phận tiểu đoàn và Đảng bộ Trung đoàn rất phấn khởi, thống nhất khi ra nghị quyết xây dựng Trung đoàn 3 anh hùng lực thứ 2 và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội bầu đồng chí Lê Hồng Hải, chính ủy Trung đoàn, làm bí thư đảng ủy với 100% số phiếu và ban thường vụ 3 đồng chí, ban chấp hành đảng bộ 9 đồng chí đều là cán bộ chủ chốt trong cơ quan và các tiểu đoàn bộ binh. Trung đoàn đã tổ chức đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại A Lưới và phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi để diệt giặc lập công, khí thế hân hoan sôi nổi, âm vang trong toàn đơn vị. Song song với công tác huấn luyện, các tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc đều đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, tạo cơ sở hậu cần vững chắc để nuôi quân khỏe. Đây là thời gian và điều kiện để củng cố xây dựng đơn vị, mạnh về tư tưởng cùng ý chí quyết tâm huấn luyện chu đáo, tinh thần đoàn kết thi đua cao và sức khỏe tốt. Tỷ lệ lãnh đạo đạt 25%, sức khỏe 95%, cán bộ được bổ sung đủ 100%. Còn có lượng dự trữ. Năm 1974, tại thung lũng A Lưới, A Sầu, bước vào năm thứ hai có hòa bình, phía trước là mặt trận đồng bằng, vùng giáp danh ta và địch trong thế phòng thủ, im tiếng súng, hoạt động của không quân địch giảm, xe tiếp tế của ta ra mặt trận, không chạy ban ngày, nhưng ban đêm cứ ùn ùn từng đoàn đi qua A Lưới, vào phía trong. Thanh niên xung phong ban ngày sửa đường, ban đêm hộ tống xe vận tải. Các con đường được củng cố ngày một tốt, trạm xăng dầu và đường ống vươn dài dần vào phía nam. Đường dây trần, liên lạc, tải ba cũng triển khai và vươn vào tới mặt trận B3, B2. Chúng tôi cảm nhận thế và lực cách mạng miền Nam đang chuyển biến mạnh mẽ. Mọi việc tạo thế và lực nâng cao khả năng tác chiến hôm nay sẽ là kết quả chiến đấu ngày mai, và đó là nhiệm vụ của trung đoàn trước khi xuất quân chiến đấu. Đầu tháng 4 năm 1974, toàn trung đoàn có lợn to, gà béo, gà con hàng đàn, hứa hẹn cuộc sống tại chiến trường ngày một tươi. Các đơn vị chuẩn bị đốt rẫy và trồng chỉa, công tác huấn luyện đi vào kiểm tra sát hạch giai đoạn 1 thì có tin vui đến với trung đoàn. Đúng là tin vui đến, nhưng toàn trung đoàn không cảm thấy bất ngờ vì là nguyện vọng mà anh em cũng đang chờ đón, đó là nhiệm vụ lên đường đi chiến đấu. Ở chiến trường gần 10 năm thì thời gian qua là một chuỗi ngày huấn luyện học tập xây dựng đơn vị dài nhất, lâu nhất, và mọi người đã cảm nhận được một ngày không xa sẽ đi chiến đấu. Trước đó, ngày 2 tháng 4 năm 1974, một niềm vui đến với tôi. Người bạn học thời học sinh Nguyễn Văn Chiêu cùng quê đến thăm tôi tại A Lưới. Thật bất ngờ, tuy rằng đã được trực ban báo cáo có bạn đến thăm, nhưng bao nhiêu năm xa cách, người bạn đồng hương, đồng môn và đồng lứa gặp nhau tại chiến trường, điều không ngờ tới. Chúng tôi vui trào nước mắt, cùng nhau ôn lại những ngày đi học. Tôi nhớ con đường từ xã Quỳnh Đôi về Quỳnh Lương, trời mưa lụt, tối tăm. Hai người dìu nhau về nhà khỏi bị chết trôi. Rồi tôi vào bộ đội, Chiêu đi học sư phạm. Chúng tôi hứa hẹn nhau trên bước đường trưởng thành. Những năm 1961-1962, lặn học sĩ quan, gửi cho Chiêu sinh viên cao đẳng mỗi tháng 5 đồng phụ cấp ít ỏi, hỗ trợ lúc khó khăn như bát cơm phiếu mậu. Năm 1964, đang dạy trường cấp 2 Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Tây, Chiêu xung phong vào bộ đội. Anh vào trung đoàn 270, rồi binh trạm 14, binh trạm 41. Chiêu là người hay văn thơ, làm cán bộ tuyên huấn, cán bộ thông tin. Chiến dịch đường 9 Nam Lào, Chiêu trực đài ở điểm cao 777. Biết tôi chiến đấu ở sư đoàn 324, Chiêu đã chủ động đến thăm. Tôi và Chiêu gặp nhau trên chiến trường là một dịp rất hiếm. Chúng tôi thức trắng một đêm với bao niềm vui, tâm sự không mệt mỏi về chuyện riêng chung và câu chuyện đời. Trung đoàn rất phấn khởi, tự hào được thay mặt lực lượng vũ trang quân khu Trị Thiên vào Tây Nguyên chiến đấu. Để giữ bí mật, Bộ Tổng Tham mưu đặt tên cho Trung đoàn 3 mật danh là
đoàn Bạch Đằng và bộ trực tiếp nắm trong quá trình xuất quân chiến đấu sẽ được học tập kinh nghiệm tác chiến của các đơn vị bạn nơi chiến trường mới. Trước khi xuất quân, Trung đoàn 3 được sư đoàn và quân khu quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, bổ sung trang bị đầy đủ. Các cơ quan quân khu Trị Thiên và sư đoàn 324 lần lượt xuống kiểm tra trung đoàn. Đồng chí Mạc Đình Vịnh, Bộ Tham mưu quân khu Trị Thiên và đồng chí Tư lệnh sư đoàn Nguyễn Văn Thu xuống trao đổi kinh nghiệm chiến đấu công kiên và kiểm tra cán bộ. Các đồng chí phòng quân lực quân khu và sư đoàn bổ sung vũ khí, trang bị vật chất, sức khỏe đơn vị ổn định. Chiến sĩ nào cũng lo mình phải ở lại hậu cứ vì sau này không theo kịp trung đoàn. Ba cơ quan sư đoàn, tham mưu, chính trị, hậu cần đều xuống giúp đỡ tổ chức biên chế và trang bị cho trung đoàn. Đồng chí Phạm Văn Lãm, quê Bối Khê, Thanh Oai, Hà Tây, chủ nhiệm chính trị, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Đăng, quê Hương Định, Hương Khê, Hà Tĩnh, chủ nhiệm hậu cần, quan tâm bổ sung trang bị vật chất, hậu cần, gạo, muối, lương thực, thực phẩm cho đơn vị. Anh rất chu đáo và chăm lo đời sống bộ đội. Dưới đơn vị biết anh Đăng là một người điềm tĩnh, ít nói, cười nửa miệng, rất tình cảm, chỉ lo công việc và đời sống bộ đội, kiểm tra chu đáo, sâu sát, đầy đủ vật chất trang bị trước khi trung đoàn lên đường. Sau này, anh Đăng là cục phó cục hậu cần quân khu 4 cùng phó tư lệnh tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Dần thành lập CT85, công ty hợp tác kinh tế Việt-Lào. Tư lệnh phó tham mưu trưởng sư đoàn 324 Nguyễn Minh Long kiểm tra toàn diện và cùng phó chủ nhiệm chính trị Trương Lãi, trợ lý tác chiến Cao Xuân Đại cùng đi theo dõi giúp đỡ trung đoàn vào Đắc Pét chiến đấu. Sắp đến ngày xuất quân, đồng chí phó chính ủy quân khu Trần Văn Ân và đồng chí chính ủy sư đoàn 324 về kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và kiện toàn lãnh đạo cấp ủy. Trong buổi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ trung đoàn, thủ trưởng Trần Văn Ân nhấn mạnh: các đồng chí được vinh dự thay mặt lực lượng vũ trang quân khu đi chiến đấu ở chiến trường bạn phải khiêm tốn học tập, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng quyết tâm chiến đấu thắng lợi giòn giã theo phương ngôn đem chuông đi đánh đất người, phải đánh cho thật kêu. Với những lời chỉ bảo của đồng chí phó chính ủy quân khu thật tình cảm, phát động tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trung đoàn, mỗi chúng tôi như nuốt lấy từng lời. Cả cuộc đời chiến đấu, chúng tôi nghe đồng chí Trần Văn Ân nói chuyện, lần nào cũng phấn chấn và thích thú, nhiệt huyết cách mạng, tinh thần chiến đấu như được hun sôi. Từ năm 1968 vào Huế đến năm 1969 đánh địch ở động A Bia và 2 năm 1971-1972, mỗi lần được nghe thủ trưởng nói chuyện, động viên phân tích tình hình địch ta, giao nhiệm vụ, trung đoàn 3 cũng đầy hào khí và ra quân là thắng trận. Tôi thay mặt cán bộ chiến sĩ hứa quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ để xây dựng trung đoàn càng đánh càng mạnh, thực hiện đầy đủ lời huấn thị của phó chính ủy quân khu, đáp lại lòng mong muốn của bộ, quân khu và sư đoàn. Đặc biệt, trước một ngày chúng tôi lên đường, phó tư lệnh quân khu Trị Thiên Hoàng Văn Thái đến thăm, giao nhiệm vụ và động viên đơn vị trong đêm nghỉ lại tại trung đoàn. Phó tư lệnh đã cho tôi nhiều kinh nghiệm chiến đấu và quan điểm sống. Anh nói, người dân tộc miền núi chúng ta rất kiên trung, văn minh. Họ theo cách mạng đến cùng, dù đói khổ ác liệt đến mấy, cũng một lòng trung thành với cách mạng. Các đồng chí phải thương yêu, giúp đỡ họ. Tôi ghi sâu lời căn dặn của đồng chí phó tư lệnh quân khu Hoàng Văn Thái, vị tư lệnh đầu tiên của quân đoàn 2 khi thành lập. Tôi suy ngẫm thấy rõ, dân tộc Paco, Tà Ôi ở A Lưới và các dân tộc miền núi như đồng bào Vân Kiều, Quảng Trị, Cờ Tu, Tơ Riêng ở Quảng Nam, Pana, Ê Đê ở Tây Nguyên, vân vân đều rất trung thành với cách mạng. Đơn vị mình có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó sâu sắc với đồng bào Paco, Tà Ôi, A Lưới. Họ giúp đỡ đơn vị sửa đường, xây dựng nơi trú quân bí mật an toàn. Họ đã cùng bộ đội chủ lực chiến đấu, bảo vệ quê hương, bảo vệ căn cứ cách mạng,
từ năm 1965 đến nay, chính quyền Mỹ Ngụy không chiếm đóng được A Sầu A Lưới. Tiêu biểu cho phong trào du kích chiến đấu bảo vệ quê hương có anh hùng Hồ Vai, Hồ Soi, Hồ Dục, Hồ An Nun, Can Lịch là những người con can trường của dân tộc Pa Co anh hùng. Đêm gặp gỡ Tư lệnh Hoàng Văn Thái đã cho tôi một khái niệm văn minh. Đến nay tôi còn nhớ in trong ký ức. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.